Cũng trong chiều nay, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tới trao hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên phường Chí Quả và xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành. Đợt mùng 2 tháng 9, Đảng bộ phường Chí Quả có 10 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Đảng bộ xã Nguyệt Đức có 12 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Tại các đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải chúc mừng các đảng viên của Đảng bộ phường Chí Quả và Đảng bộ xã Nguyệt Đức vinh dự được nhận huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9, đồng thời nhấn mạnh huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý thiêng liêng của đảng để ghi nhận tri ân những công lao đóng góp và sự hy sinh cống hiến phấn đấu gian khổ liên tục bền bỉ của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc ta. Đây là niềm vinh dự tự hào của đảng viên được nhận huy hiệu đảng cũng như của gia đình, dòng họ và chi bộ đảng bộ nơi đảng viên sinh hoạt. Đề nghị các đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, đoàn kết đóng góp công sức trí tuệ vào xây dựng và phát triển quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.